Thế giới bóng tối, nơi đầy rẫy những ý nghĩa xấu xa và cái chết. Giống như cái tên của nó vậy, lấy sức mạnh bóng tối không ngừng nuốt chửng những thế giới yếu hơn nó trong nguyên giới. Bóng tối và tuyệt vọng là động lực điều khiển ác ma đi cắn nuốt. Tuy nhiên, ngay cả khi bóng tối bao trùm lấy bầu trời, chỉ cần lòng hướng về ánh sáng thì không cần sợ kẻ thù mạnh. Dũng cảm đấu tranh. Diệp Khanh, rồi có một ngày bóng tối sẽ bị xua tan sao? Đây chính là sức mạnh của chúng ta ư? Là điều ngươi muốn nói cho chúng ta biết được trong Tây Du Ký. Đối mặt với sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, dù chúng ta có nhỏ yếu, đã phát hiện hành vi đối mặt với ứng long tìm đường chết của ký chủ, đánh giá lần này kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Khen thưởng 100 điểm khí vận cho Dương Triều Đại Chu, hấp thu 15.000 điểm khí vận cướp được từ ứng long. Dương Triều Đại Chu, Dương Triều Quyền Giai 1730 sệt 10.000. Khí vận Kim Long hiện đang lưu trữ khí vận 15.904. Một con ứng long lại có tận 15.000 điểm khí vận khen thưởng. Không phải với chừng này khí vận Đại Chu có thể trực tiếp thăng lên một tầng nữa sao? Khí vận Kim Long bị ràng buộc với ký chủ, không thể truyền khí vận dược giới, yêu cầu ký chủ ở thế giới Đại Chu tiến hành truyền khí vận. Phiền phức như vậy sao? Dù sao khí vận cũng tới đây rồi, bảo vật gì đó không cần cũng được. Việc ưu tiên trước mắt là phải mau chóng ra ngoài dẫn Mặc Ly với Tiểu Bạch trở về Đại Chu. Ứng Long biến mất rồi sao? Là ngươi làm sao? Hồi nãy không để ý, phía sau tảng đá vậy mà lại có một cô gái. Ngươi là ai vậy? Chẳng lẽ nàng là Linh Nguyệt Tiên Tôn trong lời cổ Tiên Tôn? Không ngờ lại trẻ như vậy. Nếu ngươi vào được đây thì hà cớ gì đã biết còn cố hỏi? Có thể tiêu diệt được Ứng Long, chứng tỏ tên loài người này cũng có chút bản lĩnh. Nhanh quá. Nơi đây là cấm địa của tiên tộc, người có thể vào được chỉ có hai loại khả năng. Một là tiên tộc đã bị ma tộc tiêu diệt. Hai là ngươi được tiên tộc ủy thác vào đây tìm bảo vật trên người ta. Người này mạnh quá, nếu không cẩn thận, nàng thực sự sẽ giết chết ta. Liệu có khả năng nào khác không? Là ta tiêu diệt tiên tộc trước, rồi mới vào đây kiếm bảo vật. Chuyện cười ngươi kể thiệt là nhạt nhẽo. Có nhạt nhẽo hay không thì ngươi phải thử mới biết được chứ. Bà già, xem ra ngươi thực sự muốn chết. Ngươi cho rằng mình diệt được Ứng Long là có tư cách khiêu chiến ta sao? Trước khi ngươi chết, ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện. Ứng Long chỉ là hộ pháp bổn tôn tạo ra thôi. Hộ pháp như vậy, bổn tôn còn tận 3 con. Thật kỳ lạ, hệ thống vậy mà không xuất hiện đề nghị hấp thu khí vận. Chẳng lẽ công pháp của bà già này không dùng khí vận để tu luyện sao? Bổn tôn có thể cảm giác được trên người ngươi ẩn chứa bí mật có thể hấp thu khí vận. Tiếc là Huyền Thiên Tứ Long Công của bổn tôn là tập hợp từ 4 loại khí của trời đất, trong đó chỉ có Ứng Long là ngưng tụ từ khí vận. Thì sao chứ? Bà già, cái công pháp dễ rách này của ngươi, bây giờ ngay cả Hạo Thiên chính khí của ta cũng không phá được. Cho ngươi cải bướng ra. Đi. Phi kiếm sao? Muốn giết ta? Ngươi nghiêm túc đó hả? Ta đã tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc cái chết ập tới, nhưng không ngờ khi đạt thành nguyện vọng, trong lòng ta lại cảm giác có chút gì đó trống rỗng. Nhưng cuối cùng ta cũng vô địch rồi, vậy thì Đại Chu cũng có thể được cứu. Hả? Không đúng. Không phải mình chết rồi sao? Sao vẫn có thể khống chế cơ thể vậy? Không bị thương, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Bà già, muốn giết tôi thì tới đi.
Chơi trò ảo giác để làm cái gì chứ? Làm ta vui mừng vô ích rồi. Vốn định dùng khí để chế tạo ảo giác cái chết, làm ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Nhưng không ngờ tên nhóc này lại không hề bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi cái chết. Bớt nói nhăn nói cuội đi. Nếu muốn chết đến vậy thiệt, thì bỏ hết phòng ngự trên người ngươi đi. Nói thiệt với ngươi, ta cũng muốn vậy lắm. Nhưng thứ này tự động kích phát, ta đâu có làm gì đâu. Đừng nghĩ rằng có chân khí hộ thể là ta không thể bắt được ngươi. Tam khí quy nguyên, ngươi nên thấy vinh hạnh. Vì ngươi là loài người đầu tiên được nhận sát chiêu do bổn tôn ngộ ra từ Huyền Thiên Trứ Long Công sau khi bế quan. Chiêu này của bổn tôn tên là Tam Thần Thiên Chú Lệnh, Tam Phần Thiên Chú Định. Cho hỏi ngài vì cái gì mà lại gọi chiêu này là Tam Phần Thiên Chú Định vậy? Vốn dĩ phải là Tứ Thần Thiên Chú Lệnh, nhưng không phải ngươi sự ứng lòng của ta rồi sao? Kiếm khí mạnh quá, ngay cả Hạo Thiên chính khí cũng không cản được. Lần này ta khó mà. Trước khi ngươi chết, ta không ngại nói cho ngươi biết điểm yếu lớn nhất của chiêu này. Đó là bổn tôn phải bỏ phòng ngự, chỉ công không thủ, giết bằng một đòn. Đúng vậy, lần này chắc chắn không phải là ảo giác. Cái bà già này thật sự muốn ta chết, vậy mà lại dám chống lại sát chiêu của bổn tôn. Đúng là tên ngu xuẩn. Hả? Không phải chứ, sao lại bị cục đá đập xỉu rồi? Điểm yếu trong chiêu này của ngươi không phải lớn bình thường đâu. Phát hiện hành vi tìm đường chết của ký chủ, đánh giá lần này tìm được đường chết trong chỗ sống, khen thưởng 2.000 điểm khí vận cho Dương Triều Đại Chu. Dương Triều Đại Chu, Dương Triều Huyền Giai, 3.730 xẹt 10.000. Khí vận Kim Long hiện đang lưu trữ khí vận 15.904. Phụ của Tô Đại Cường. Phụ thân, lần này Hải Nhi đã lập công lớn, phụ thân thấy. Đúng vậy, người có công canh giữ quặng, lại dẫn tên loài người kia đến cho ta, quả thiệt nên khen thưởng. Dạ, dạ. Đúng lúc chiến sự ngoài thành khẩn cấp, Cổ Tiên Tôn ra lệnh toàn bộ Tiên Tôn cần phải chi viện. Ngươi dẫn theo cả nhà đi trước đi. Hả? Phụ thân, Hải Nhi không có năng lực đó, phụ thân. Một tên phế vật. Còn ngươi nữa, sao Diệp Ninh lâu quá vậy? Không phải chết ở trong đó luôn rồi chứ? Không thể nào, Diệp Ninh ca ca chắc chắn sẽ không chết đâu. Bổn tôn không có thời gian chơi trò chăm sóc trẻ con với hắn đâu. Con gái của Ma Tôn trực tiếp bắt ngươi làm con bài thương lượng giữa Cổ Tiên Tôn với Ma Tôn, có vẻ như cũng không lỗ. Xem ra tiên tộc quả nhiên toàn là những kẻ bất lương. Lão già khốn kiếp, ta chỉ đi vắng một chút, ngươi đã không nhịn được muốn thất hứa sao? Ngươi vậy mà có thể sống sót quay về, sao lại thế này? Là ảo giác của ta sao? Sao ta lại cảm giác như hắn còn mạnh hơn trước vậy? Đồ đâu? Đồ ở đây. Nhưng ngươi phải mở một thông đạo đến thế giới Đại Chu cho ta. Ngươi muốn chạy hả? Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, ngươi phải giúp ta giành được vị trí đứng đầu tiên tộc. Có cái này, ngươi sẽ không cần ta nữa đâu. Với lại, nếu ngươi có thể thất hứa thì ta cũng có thể. Bây giờ mở thông đạo truyền tống cho ta, hoặc ta sẽ phá hủy cái này. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.